khởi tố nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty Asanzo Phạm Văn Tam về tội trốn thuế. Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Tam, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Asanzo và ông Phạm Xuân Tình, đại diện pháp luật tổng giám đốc công ty Asanzo về tội trốn thuế. Ông Phạm Văn Tam và ông Phạm Xuân Tình bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo đó, trong thời gian làm giám đốc, đại diện theo pháp luật của công ty Asanzo, ông Phạm Xuân Tình đã làm theo chỉ đạo của ông Phạm Văn Tam, đại diện công ty Asanzo ký các hợp đồng nguyên tắc với nhiều công ty để mua linh kiện, phụ kiện máy điều hòa nhiệt độ. Sau đó, công ty Asanzo mang linh kiện về lắp ráp thành thành phẩm máy điều hòa nhiệt độ, đem bán mặt hàng này, nhưng không kê khai nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Kết luận giám định của cơ quan thuế xác định, từ năm 2017 đến quý 2 năm 2019, công ty Asanzo có hành vi trốn thuế đối với thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt với tổng số tiền 15,7 tỷ đồng. Thuế giá trị gia tăng là gần 4,2 tỷ đồng và thuế tiêu thụ đặc biệt là 11,5 tỷ đồng.